Xin chào thầy Hiếu cùng tất cả các anh chị em trong group. Mình tên là Lê Minh Khôi. Năm nay mình 29 tuổi. Công việc hiện tại của mình là làm công ăn lương thôi. Mình thì làm việc theo ca nên thời gian rảnh cũng không nhiều. Làm việc trong môi trường công nghiệp nên hầu như là mỗi khi đi làm thì không được mang theo cái gì hết, cấm sử dụng điện thoại, không có internet. Thời gian làm việc thì 12 tiếng nên hầu hết thời gian rảnh của mình thì chỉ có những ngày xuống ca. Được tham gia group này cũng mong được tất cả các anh chị em cùng thầy Hiếu giúp đỡ trong con đường tự do tài chính của mình. Chân thành cảm ơn.